Cùng với sự phát triển của xã hội, con người có những nhu cầu cao hơn trong công việc và đời sống. Những thứ máy móc thông minh được sáng chế để đáp ứng nhu cầu hiện đại và đang phát triển không ngừng, hình thành nên diện mạo thời đại 4.0 hoàn toàn mới, mang đến những thay đổi về mọi lĩnh vực và bộ mặt kinh tế. Nắm bắt xu thế, người đàn ông có vẻ ngoài tự tin lịch lãm này đã chọn cho mình một công việc phù hợp với thời đại, phù hợp với bản thân mình và đã đạt được những thành công trong lĩnh vực này. Công việc của tôi hiện nay là đang làm một nhà quảng cáo online qua những cái kênh ví dụ Facebook hay YouTube. Trước khi lên chiến dịch thì tôi sẽ phải tìm hiểu xem cái sản phẩm đó là sản phẩm gì, thế mạnh của sản phẩm và điểm yếu của sản phẩm. Tôi lên cái plan, họp, đưa ra cái chiến dịch cụ thể và chúng tôi bắt đầu vào công việc đó là chạy quảng cáo. Tôi phải đo lường xem là những cái chỉ số, những cái con số khi mà nó gửi lại để biết được là chiến dịch đó có tốt hay không. Với cái thời gian tôi dành cho công việc thì cái việc đi sớm về muộn đối với tôi là thường xuyên. Nghỉ ngơi với mình thì nó là chốc lát. Có những cái lúc mà về nhà thì có những thời gian mệt quá thì lăn vật ra ngủ thôi. Những bữa cơm trong gia đình tôi thường xuyên không có mặt. Nhiều khi cũng thấy thương vợ thì cũng chỉ mong có một cái thời gian nhất định để chồng về ăn một bữa cơm. Hoặc con thì cũng muốn là bố đưa đi chơi hay là đi ra công viên. Nhưng cái đấy đối với tôi thì rất là khó. Nhiều lúc mình cảm thấy mình sập nguồn và cảm thấy rất là mệt mỏi. Rất khó khăn để anh chia sẻ với chúng tôi về những trăn trở của mình. Mình cảm thấy công việc nó rất là căng thẳng, stress, mất ngủ. Đôi khi phải dùng đến cà phê để mà giải tỏa đi cái căng thẳng đó. Với tôi thì bản lĩnh người đàn ông nó là cái bờ vai gánh vác của gia đình. Về cái vấn đề sức khỏe cũng như là về sinh lý của mình thì đôi khi mình cũng tránh mà cũng không muốn nói đến. Phụ nữ Việt Nam nói chung là một người cam chịu và vợ tôi cũng thế. Mình cảm thấy rất là áy náy khi mà cũng chưa đem lại những cái hạnh phúc trọn vẹn. Thực ra vợ không phàn nàn gì nhưng bản thân mình cảm thấy tự ti và mình muốn đi tìm hiểu. Và mình cũng đã tìm hiểu trên mạng để mình xem được cái tình trạng của mình hiện tại nó là như thế nào. Tôi đọc ấy thì thấy nó cũng có những cái rất giống với mình. Nhưng mà mình đọc có một số cái bài mà nó cũng không giống hẳn với mình. Thành ra là mình cảm thấy là hoang mang và không biết phải như thế nào. Đi khám thì thực ra mình cũng ngại. Một cái bệnh đơn giản nhé. Cái đi khám đã mất thời gian. Cái bệnh của mình mà đi khám thì ngồi chờ, ngồi đợi. Với tôi thời gian rất là quan trọng. Việc ngại thăm khám đối với vấn đề dễ đùa khó nói của đấng mẹ dâu là hoàn toàn có thể dễ dàng hiểu được. Đôi khi, những trụ cột gia đình, những bờ vai vững chắc cần nhiều hơn là sự cảm thông, chia sẻ trước những áp lực mà họ đang gặp phải. Kính chào quý vị, sau đây xin mời quý vị sẽ cùng tới với những thông tin đáng chú ý trong bản tin 360. Vấn đề suy giảm sức khỏe tình dục ở nam giới thể hiện ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Các nghiên cứu hiện nay cho thấy tỷ lệ nam giới mắc các vấn đề nam khoa đang ngày càng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin của phái mạnh cũng như hạnh phúc gia đình. Theo thống kê, tại Việt Nam, cứ 4 người đàn ông đến gặp bác sĩ nam khoa thì có một trường hợp dưới 40 tuổi, lứa tuổi đang ở độ tuổi sung mãn về tình dục. Thậm chí có nhiều nam giới rất trẻ đang phải đương đầu với tình trạng khó nói này. Thực tế đã ghi nhận trên thế giới có tới hơn 80% các cặp vợ chồng ly hôn do đời sống tình dục không hòa hợp. Trong đó có đến 2/3 nguyên nhân là do vấn đề của người chồng. Chuyện ấy mà không được thỏa mãn hoặc tình trạng lãnh cảm diễn ra trong thời gian dài sẽ gây ra những bức xúc căng thẳng trong quan hệ gia đình cũng như là tình cảm vợ chồng. Đặc biệt hiện nay khi xã hội đang ngày càng phát triển thì người đàn ông bị bủa vây bởi quá nhiều mối bận tâm. Tuy nhiên do đây là vấn đề nhạy cảm nên không ít nam giới có xu hướng ngại chia sẻ hoặc tự tìm đến các giải pháp tạm thời ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần bản tin 360 của chúng tôi và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục hành trình hy vọng. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình trong ngày hôm nay và xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ ạ. Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào MC. Ở câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là anh Hưng đã gặp rất nhiều những cái áp lực trong cuộc sống này. Vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thưa bác sĩ? Mà chúng ta biết là hiện nay thì cái chuyện sinh lý của đàn ông có thể nói là nó đang bị trẻ hóa thì cái nồng độ testosterone của chúng ta nó bị suy giảm đi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai
trong chế độ ăn uống chúng ta lạm dụng bia rượu nhiều quá. Cái thứ ba, có những bệnh lý buộc lòng chúng ta phải uống thuốc, ví dụ như là thuốc tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn axit uric. Tất cả những thứ thuốc đó đều có thể gây ra tình trạng suy giảm cái tình trạng sinh lý của chúng ta. Tình trạng của anh Hưng nó không quá nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên đó là những điều ảnh hưởng tới chất lượng của cuộc sống, và nó cũng là một nguyên nhân dẫn đến cái việc mà tình cảm vợ chồng này, rồi là quan hệ trong gia đình nó sẽ phần nào đó bị rạn nứt. Và chắc chắn với tư cách là một người đàn ông thì bác sĩ cũng rất hiểu và có thể chia sẻ rõ hơn với anh Hưng. Ngoài ra thì có lẽ rằng là nhiều cánh mày râu cũng hiểu được cái câu nói là giảm testosterone thì sẽ suy giảm sinh lý. Tuy nhiên cụ thể thì testosterone nó ảnh hưởng như thế nào, nó tác động thế nào đến cơ thể của chúng ta thì không phải là ai cũng biết. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn hay không ạ? Testosterone nó là một cái hormone của nam giới và nó quyết định cái chuyện là cái đời sống tình dục của người nam giới. Như người ta ước tính tuổi 25 trở đi là mỗi một năm là chúng ta giảm đi tới 0,8 đến 1,3% testosterone, và đến 50-60 thì chúng ta chỉ còn có 40% thôi. Và testosterone nó là cái quyết định cho vấn đề là cái đời sống tình dục của chúng ta. Vậy thì để khắc phục cái tình trạng testosterone suy giảm này thì nam giới sẽ cần phải những biện pháp gì? Về Tây y, dùng những thuốc người ta uống, người ta bôi, sử dụng nó không phù hợp. Thậm chí nó còn ức chế, nó có feedback ngược lại và nó làm cho cái lượng testosterone của chúng ta cũng bị suy giảm. Từ xưa đến nay, những hoạt chất từ thảo dược, ví dụ như là otolidine từ cây xả giàng tử, dạ, hay hoặc là cái damilip mà từ cây demena, nó giúp cho vấn đề là tráng dương, bổ thận và giúp cho tăng cường cái khả năng sinh lực của đàn ông, mà người châu Âu người ta sử dụng từ hơn 2.000 năm rồi. Đây là một hoạt chất đã được Cục Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm FDI của Mỹ người ta công nhận. Dập xương hoác, bá bệnh như đông trùng hạ thảo, nó giúp cho phục hồi lại phong độ. Với anh Hưng ý, thì thứ nhất về tinh thần là anh ấy phải rất là thoải mái. Thứ hai về tập luyện. Cái thứ ba là chúng ta tìm đến những hoạt chất từ thảo dược có thể giúp cho cơ thể của chúng ta tự tiết ra testosterone chắc chắn, thì nó sẽ giúp cho anh Hưng nó cải thiện được tình hình rất là tốt. Nam giới trưởng thành suy giảm chức năng sinh lý nam, bị đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe kênh giáp. Với thành phần là các thảo dược tự nhiên như bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc kết hợp cùng bộ đôi hoạt chất độc quyền otolidine và damilip, KingsUp có tác dụng hiệu quả giúp bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và thưa quý vị, chúng ta có thể liên hệ với tổng đài miễn cước của chúng tôi, đó chính là 1800 1178, để có thể được tư vấn nếu như quý vị còn bất cứ những thắc mắc gì về bệnh lý này. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi gặp gỡ lại anh Hưng để xem rằng lúc này thì tình trạng sức khỏe và tinh thần của anh đã tốt lên chưa. Về công việc, mình đã sắp xếp được thời gian nó rất là phù hợp và đã có những thời gian dành cho gia đình. Em có những cái ngày cuối tuần dành trọn vẹn cho gia đình. Mình đưa con đi chơi, đi thăm ông bà nội ngoại hai bên, và có những cái bữa ăn bên ngoài rất là đầm ấm và hạnh phúc. Dĩ nhiên là công việc của mình cũng có những lúc vẫn phải làm đêm, nhưng mà mình đã dàn trải đều cho trong tháng. Trước đây mình đã dành thời gian quá nhiều cho công việc và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, thì mình cảm thấy tiếc là cái quãng thời gian trước là mình đã không dành nhiều thời gian cho vợ con. Được sự tư vấn cho nên là mình ăn uống sẽ khoa học hơn và mình tập thể dục đều đặn. Ngoài ra thì tôi có sử dụng các chiết xuất từ thảo dược như bá bệnh này, dâm dương hoắc này, đông trùng hạ thảo, và bộ đôi hoạt chất là otolidine và damilip. Tôi thấy tốt hơn, sinh lý được cải thiện nên tự tin nhiều. Chuyện vợ chồng cũng rất hòa hợp.
Có lẽ với đàn ông, sự tự tin, phong độ là một điều vô cùng quan trọng. Khi mà đánh mất đi, chúng ta mới cảm nhận được giá trị của nó. Thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại tại đây và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong Hành trình hy vọng ngày hôm nay. Hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là thứ 2 và thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!